em muốn tìm một người để ứng phó chứ gì. Tại vì em ế. Hai con người xa lạ. Đây là người yêu của tôi, hy vọng ký hợp đồng với tôi. Một hợp đồng tình yêu. Người yêu của em đó. Chuyện gì sẽ xảy ra khi tình giả hóa thật? Hợp đồng yêu thuê. Đón xem bộ phim tình cảm hài hấp dẫn Yêu Thuê lần đầu tiên phát sóng tại Việt Nam vào lúc 20:30 mỗi ngày từ ngày 19 tháng 8 năm 2014, duy nhất trên kênh Let's Việt.